Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của KNGT. Chúc bạn ngày mới vẻ nha. Các bạn có thể nhìn thấy đây trên tay mình đây là có một chiếc điện thoại, không phải là đen trắng nhưng mà nó là cục gạch. Thì cái điện thoại này thì mình mua cũng khá là lâu rồi, mua ở Thế Giới Di Động. Và hiện tại thì nó bị cái hiện tượng là thứ nhất là mình đánh rơi nhiều nên là những khớp này bị vỡ nên thỉnh thoảng nó bị rơi ra. Thứ hai ấy là cục pin của mình nó bị phồng. Đó. Cục pin của mình bị phồng. Và điện thoại này mình mua của Coolpack ở Thế Giới Động. Dung lượng pin là 2700 mAh. Ngày xưa mình dùng được một tuần mà bây giờ dùng được nửa tuần thôi. Tuy nhiên thì điện thoại pin phồng ấy nó cũng nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là thỉnh thoảng mình để ở xe lăn của mình ấy thì nó bị rơi ra, nhiều khi điện thoại bị mất nguồn. Mà bây giờ Thế Giới Rộng lại không bán cái điện thoại này nữa mà bán mấy cái dòng điện thoại khác mà giá thành cũng hơi cao. Thì hôm nay thì mình có mua một cái điện thoại, mình mua sản phẩm này trên Shopee. Thì mình và các bạn sẽ cùng mở hộp sản phẩm này ra xem kiểu dáng và chất lượng của điện thoại này như nào để mình thay cho cái điện thoại kia nhé. Ok, bên ngoài nó bọc một chiếc một tủ chống sốc. Tiếp theo là bên trong đây nó có một cái phiếu bảo hành, phiếu xuất kho. Đấy, cái sản phẩm này thì mình mua ở trên Shopee, thì shop ở Vĩnh Phúc các bạn ạ, đặt hàng cũng tương đối là nhanh thôi. Thì sản phẩm này giá thành của nó là 415.000. Tuy nhiên thì mình mua vào ngày sale ấy thì giá nó chỉ còn là 386.650 đồng thôi. Đó, tức là mình được miễn phí vận chuyển này, được giảm voucher hơn 20.000 của Shopee này và được giảm voucher 8.000 từ shop nữa. Thì sản phẩm này chỉ còn là 386.000 thôi. Đó, sản phẩm này bảo hành 12 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày tính như ngày nhận hàng. Đấy. Mình thấy shop này bán cũng được khá nhiều sản phẩm. Đấy. Nhân viên trung tâm bảo hành sẽ tạo vận đơn bảo hành và tiến hành hướng dẫn khách hàng trong quá trình bảo hành. Đấy, bộ phận kho. Đấy, shop này là shop Mạnh Linh Smart. Ok, cái này mình sẽ cất sang bên. Tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc điện thoại. Thì sản phẩm này thì người ta bọc thì cũng tương đối đơn giản thôi, quan trọng là có mút xốp rồi và bên trong nó có hộp rồi. Thì nó cũng không cần quá cầu kỳ. Thì link mua hàng của sản phẩm này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo nhé. Thì điện thoại này mình mua thì cũng là chỉ là điện thoại cục gạch thôi các bạn nhé. Đó, thì để cho mình sử dụng làm điện thoại phụ thì mình dùng điện thoại phụ giống điện thoại này, bởi vì là mình cũng đã có một cái iPhone rồi. Đó, ok, bên ngoài vỏ hộp thì nó không có gì quá nổi bật cả, nó có cái model là V-kép 2019. Sản phẩm này mình mua có tên là Land Rover W2019 nha các bạn nhé. Ok, mở hộp ra xem nào. Đầu tiên là điện thoại này. Sau đó chúng ta sẽ có pin này, sạc này và không còn gì cả. Chúng ta sẽ kiểm tra về phần sạc trước nào. Ok, sạc cắm jack micro nha các bạn nhé, dây cũng tương đối là rẻ. Ok, adapter nguồn này là input là 100 đến 240 V, output 5 V. Rồi mình sẽ để cái này ra bên. Tiếp theo là cục pin của chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy pin tương đối là to. Pin này thì ở trên này ghi là pin li-ion 3,5 V, dung lượng là 13.800 mAh. Với cục pin nhỏ như thế này thì mình nghĩ không đến 13.800 đâu. Ok, rồi thông số nó ghi như thế thì mình cứ như thế. Và sau đó thì một thời gian mình dùng thử 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng và mình sẽ review sau trong quá trình chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nhá. Ok,
Tiếp theo là chiếc điện thoại của chúng ta. Mới đét bóc siêu luôn này. Ok, thì chiếc điện thoại này rất giống với điện thoại Mobile các bạn nhé. Ngày xưa mình cũng đã sử dụng một chiếc Mobile mua ở Thế Giới Di Động với giá là 500.000 rồi. Pin của nó là 5.000 mAh. Nó giống rất giống kiểu như này. Tuy nhiên thì hiện tại thì nó có dòng Mobile 4. Mobile 4 thì dung lượng pin nó thấp hơn và giá thành nó cũng sẽ bị cao hơn, hơn 800.000 cơ. Giờ hầu như trên Thế Giới Di Động điện thoại rẻ nhất là chỉ có 500.000. Đó, mà dung lượng pin nó cũng kém. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào xem như thế nào nhé. Thì đây sản phẩm này thì khi mà chúng ta chưa lắp pin vào ấy thì nó tương đối là nhẹ thôi. Đó các bạn có thể nhìn thấy đây, model đây. W2019 IMEI đàng hoàng nhá. Ở đây người ta cũng đánh dấu cho mình luôn này. Mua 2010 2023 này. Mình mua tháng 3 mà người ta đánh dấu tích vào tháng 2. Ok, không sao. Ok, mình sẽ lắp pin vào, chúng ta sẽ cùng test thử nhá. Về kích thước của chiếc điện thoại này thì là 145 x 65 x 28 mm các bạn nhé. Và trọng lượng của nó thì nặng khoảng 180 g các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp sim vào. Xem người ta ký hiệu sim 1 đâu nào. Ok các bạn ơi, thì mình hơi loay hoay một chút về mình lắp cái sim này bởi vì nó không ký hiệu cho mình đâu là chỗ cắm sim 1, sim 2 là thẻ nhớ. Đấy các bạn nhìn thấy, đây mình đã cắm sim Vinaphone của mình, còn đây mình cắm sim Viettel. Nó hơi kiểu như hơi cấn một tí, nó không, nó vướng vướng cái gì đấy. Ok các bạn nhá, thì vừa nãy mình lắp sim vào bên này. Bên này như bên thẻ nhớ, bên này bên sim thì phải. Mình lắp lại nhá, đây sim 1, đây sim 2 này. Nó không ký hiệu nên là mình rất là khó xử lý. Xem nhận sim đi nhá. Loa rất là to các bạn nhé. Ok. Vậy là mình đã lắp đúng nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý là bên trên này là sim 1, sau ngay bên cạnh là sim 2, sau đó thì là thẻ nhớ. Đó, đã hiện Vinaphone này, Viettel này, và nó cập nhật luôn ngày giờ chúng ta luôn là 12 giờ. Đó. Bên cạnh đây các bạn nhìn thấy là có đèn pin này, bật này. Đấy, hai đèn luôn. Lát nữa mình sẽ soi cho các bạn xem là tối sáng như nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào. Ok, khi mà chúng ta chưa lắp pin vào ấy thì cảm giác cầm sản phẩm này nó rất là nhẹ, tuy nhiên lắp pin vào pin nó nặng. Cầm nó rất là đầm tay, tuy nhiên mình thấy nó vẫn không đầm tay bằng chiếc Mobile mà mình mua ngày xưa. Vẫn nhẹ hơn. Điện thoại này mình thấy có một điểm hay, đó là nó sẽ cập nhật ngày giờ cho mình. Đó. Đây các bạn có thể xem nha. Đầu tiên là vỏ ngoài bên cạnh các bạn có thể nhìn thấy nó rất là kiểu như Iron Man đấy, đúng không? Kiểu như có thiết kế hầm hố, góc cạnh vuông mạnh mẽ. Tuy nhiên ấy thì khi mình lắp vào ấy, cái đoạn này nó vẫn bị hở này. Nó chỉ hở một đoạn này thôi. Còn lại là bo kín hết. Đấy. Mình ấn vào các thứ rồi. Đây là camera này. Camera thì nó mờ thôi, giống điện thoại ngày xưa. Còn đây là loa 5D này. Chỗ này là chúng ta pin này. Trên này nó có đèn này. Đó, hai đèn luôn. Đó, bạn nhìn thấy. Đèn này cực sáng luôn các bạn nha. Và chiếu tương đối xa. Đó, dưới này là chân sạc này. Đó, ok. Xung quanh đây nó không còn gì. Kiểu như phong cách quân đội ấy đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ mở ra. Nó ở đây nó sẽ có chúng ta thẻ nhớ này, thì vừa nãy mình lắp nhầm sim 1, sim 2 và thẻ nhớ. Ok. Đó, đây cập nhật ngày giờ này, được thực đơn là dạy. Những cái này nó rất đơn giản thôi. Cái này thì phù hợp cho với người như ví dụ như bán hàng online, sử dụng máy phụ có thể nói chuyện nhiều lâu dài và không cần vào mạng.
Tuy nhiên thì cái điện thoại này vẫn vào mạng, nó giống những cái điện thoại ngày xưa. Đấy, các bạn thấy nó có cả Facebook này, Twitter này, đó. Và cắm thẻ nhớ vào nó vẫn có thể ghi âm. Về máy ảnh thì nó cũng không có gì là quá là đặc sắc đâu. Nó độ phân giải bình thường thôi các bạn ạ. Nó không cần dùng đến nhá. Cái này là có ghi âm. Nó có ghi âm nữa. Đây, máy ghi âm đây. Đó, 1 2 3 4 5. Đó, đây là âm lượng của mic ghi âm này. Mình dừng lại này. Đó, sau đó chúng ta sẽ nghe lại nhé. Thì sản phẩm này thì trước mắt là mình thấy là đáng giá tiền nha các bạn nhé. Đáng giá tiền. Với giá chỉ cần 400.000 thôi, bao gồm cả khuyến mại. Còn mà không có khuyến mại là nó rơi vào là 415.000. Nó về sóng sánh thì mình thấy cũng tương đối là mạnh. Tuy nhiên thì điện thoại của mình ấy, cái sim Vina của mình ấy là sim cũ rồi, sim ngày xưa rồi, cho nên là mình không thể lắp nó vào sim 2 được, mà bắt buộc mình lắp sim Vinaphone, sim Viettel vào sim 2. Đó. Nhạc chuông thì cũng tương đối là to. Đây, mình có thể cho các bạn nghe thử nhạc chuông nhé. Nó có danh bạ, truy cập vào danh bạ này, bàn phím này, giữ máy ghi âm này, im lặng này, chế độ loa phát ra ngoài. Đó. Và loa của nó có loa ở đây và loa ở đây nữa. Để chúng ta nghe nghe được âm thanh đó. Ở dưới này các bạn có thể thấy là micro. Thì mình đã test thử cái cuộc gọi khi mà mình gọi đi rồi. Thì nó tương đối là to và chất lượng. Nó không quá, khi mình lo nghe loa trong nó không quá to để bên ngoài có thể nghe được chúng ta nói chuyện gì. Đó, ok. Về sản phẩm này thì khá là đáng tiền. Đó, các bạn lại xem lại. Thì trước mắt thì mình thấy đáng tiền nhé. Và camera mình có thể để cái thông số của sản phẩm này dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Về camera của nó thì là 0.3 MP thôi. Dung lượng pin là 13.800 mAh. Dùng được khoảng 5 đến 7 ngày. Thì lát nữa mình sẽ sạc đầy và mình dùng thử. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, mình sẽ dùng thử xem được bao nhiêu ngày. Và sản phẩm này hỗ trợ chúng ta là hai khe cắm SIM và một khe cắm thẻ nhớ, tối đa là 16 GB. Trọng lượng của nó khoảng 170 g, mình cầm khá là ok, cũng không quá nặng. Được cái là nó hầm hố này, cầm nó đầm tay này, cho người già người lớn tuổi. Và đặc biệt là các bạn thể thấy là số nó rất là to, số nó rất là to, người lớn tuổi dùng cũng rất là dễ nhìn. Màn hình các bạn thấy nó cũng tương đối là to, cũng dễ nhìn. Đó, ok. Thì cái này nó phù hợp cho chúng ta là người lớn, người già, người lớn tuổi. Mình như đơn giản như mình bán hoa lai thì mình dùng làm máy phụ. Đó, ok. Và mình không có gì nói quá nhiều về sản phẩm này cả, và hẹn gặp lại các bạn ở khoảng vài tháng sau để mình trải nghiệm thực tế xem cái điện thoại này có đáng tiền không. Trước mắt thì mình thấy là nó rất giống một cái mobile ngày xưa mình dùng, mình mua với giá 500.000 trên thế giới di động đó. Và hiện tại cái mobile ở trên thế giới di động của nó có mobile 4, giá của nó là 860.000 cơ. Tuy nhiên thì mình thấy là dung lượng pin của nó tương đối thấp, và cái này thì giá nó rẻ hơn nữa, thì mình lựa chọn cái này xem như thế nào. Cái trước của mình ấy, nó cái chân sạc micro nó bị dài, nó dài và nó bị hỏng, mình không thể tìm được mua được cái chân sạc đây ở đâu, nên mình phải đành phải bỏ cái máy đi. Đó, ok rồi, đây là sản phẩm Land Rover VK2019, loa pin siêu khủng, hỗ trợ hai sim và một thẻ nhớ dành cho người lớn tuổi và người bán hàng online dùng sim phụ, máy phụ. Ok, xin chào.